Hello, xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái thử thách 24 giờ ở nghĩa địa. Ok, bây giờ đang trên taxi để đi xuống dưới quê tôi cách đây 10 km, xuống cái nghĩa trang ấy. Nó ở dưới đấy nó hoang vu hẻo lánh, xuống đấy ở đấy thử thách 24 giờ nó mới phê. Thì là bây giờ là anh em đang ở trên xe để xuống đấy. Hiện tại bây giờ đang là sáng và xuống đấy sẽ ở đến tối, ở đến sáng mai đấy. Làm sao để ở cố gắng được 24 tiếng? Anh em thấy cái gì không? Anh em thấy cái gì không? Thấy cái gì không? Công an. Bây giờ đang cầm đồ chuẩn bị xuống cái địa điểm mà thử thách 24 tiếng. Cầm thiếu đầy đủ này, chú đất. Đấy. Ok. Bây giờ let's go. Come on. Chúng tôi đang trên đường đi bộ ra bãi Thao Ma nghĩa địa. Cầm ô để không may mà mưa thì có cái mà che. Trong ba lô có rất là nhiều đồ ăn. Đó. Nước uống kiểu. Bây giờ đang là 9 giờ sáng. Và sẽ phải ở đến 9 giờ sáng mai. Ăn gói quả bước. Rồi, chúng tôi đang có mặt ở nghĩa địa. Đây là nghĩa trang. Gọi khác là nghĩa địa. Đấy. Ở ngoài cánh đồng rất là hoang vu hẻo lánh, không có một nhà dân nào gần đây cả. Ra đây trải nghiệm nỗi phê các bạn. Các bạn thấy là trời ở quê tôi hiện tại nó cái kiểu đang sắp mưa ấy đấy. Nên là phải cầm ô theo. Chứ thật ra tôi không muốn cầm ô đâu. Nhưng mà nhớ không may nó mưa thì phải có cái mà che. Không có ướt hết. Chúng tôi đã tìm được một cái địa điểm rất là quen thuộc mà ngày xưa chúng tôi chơi trốn tìm ở trong đây. Còn giới thiệu tất cả các bạn luôn thì đây là mộ nhà cụ tôi, tức là họ hàng nhà tôi. Đó nên là hôm nay chúng tôi sẽ quyết định vào đây, bởi vì là đêm nếu mà ngủ ở đây, qua đêm ở đây ấy mà không ở đúng cái địa điểm mà của dòng họ nhà mình thì có thể nhiều người xung quanh đây người ta thấy đêm mấy thằng này bật đèn rồi làm gì linh tinh đây, người ta sẽ nghi vấn một cái vấn đề gì đó. Nên là bắt buộc là hôm nay tôi sẽ vào lăng nhà cụ tôi để tôi nằm, để tránh ảnh hưởng đến những cái lăng của những gia đình khác. Đó, thì tôi sẽ vào đây tôi nằm. Đây. Mới kiếm được một cái view rất là ok. Bây giờ thì là giải chiếu ra đi em. Đây đây này. Đấy. 9 giờ sáng. Hôm nay là tôi chọn đúng cái ngày mà không mưa không nắng, trời râm như này nên là quay rất là thoải mái đấy. Chứ mà vào ngày nào mà nắng còn chết vỡ mồm ngay thì tôi đang đen này, đi phơi nắng mấy ngày đen xì hết cả người rồi. Mà mưa thì càng chết. Nên là hy vọng hôm nay là sẽ râm mát không mưa. Bây giờ thì là để tạm đồ đây đi. Đó, điện thoại thì cũng đã cầm theo rồi. Tại đang là 9 giờ 15 phút. Nói chung là đang là thời gian sáng và chúng tôi sẽ ở đây đến tối, rồi là ở đến sáng mai. Nếu mà ở đến 9 giờ sáng mai sẽ là hoàn thành thử thách 24 tiếng ở nghĩa địa. Đó, thì là ăn ngủ nghỉ ở hết đây. Còn nếu mà đi vệ sinh, tôi nghĩ là hai thằng sẽ phải đi tít ra ngoài đầu đường ngoài kia để đi vệ sinh, để tránh ảnh hưởng đến những cái nơi tâm linh như ở trong đây. Đó, thì là hy vọng tất cả các bạn đang xem clip chúng tôi, các bạn hãy suy nghĩ một cách tích cực, đừng suy nghĩ tiêu cực. Ok. Quay. Yeah. Tối buồn vệ sinh đi tít ra ngoài đầu đê ngoài kia, ra tít ngoài đường luôn, không ảnh hưởng đến bên trong cái địa này. À. Hiểu không? Đấy, mà hôm nay là đi là tôi cũng phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, như kiểu là điện thoại này, hai cái gối cho hai thằng. Thì là thằng cu quay phim ấy thì là nó chỉ đi được theo bọn tôi từ giờ cho đến tối thôi, tối là nó phải về bởi vì là nó không dám ở đây, nên là tôi sẽ cho thằng cu quay phim nó về và tôi thằng Huy sẽ sinh tồn ở đây một ngày. Thì là đi là tôi đã cầm theo một cái ba lô, trong ba lô thì cũng như mọi khi thôi, thì cũng phải có thức ăn rồi là nước uống chứ chả nhé, đi bắt giun bắt dế rồi là bắt cua bắt cái ăn thì không được. Đó, ở đây dây sạc này, ở đây không có điện thì cầm theo sạc dự phòng đấy. Đây, hai sạc dự phòng, cái này của tôi, cái này của thằng Huy. Đèn pin này, hai cái đèn pin luôn, bãi trưởng. Thằng con này cầm hai đèn pin bé đi. Đây đèn pin của tôi, đèn pin to. Đó, nước rất là nhiều, 6 chai nước. Đó. Và bánh mì. Ok, tôi còn định vác nồi nẩu đây để hai thằng ăn nẩu, nhưng mà thôi, vác bánh mì ra thôi. Thì đây là tất cả cái gì mà chúng tôi có.
để ra nghĩa địa, ra bãi Thao Ma để thử thách. Tức nghĩa là đây là một cái nơi mà nó rất là tâm linh, cũng như là theo rất là nhiều kiểu là từ đời cha ông để lại thì là nghĩa địa là những cái nơi mà có rất là nhiều ma quỷ, rồi là rất là nhiều những cái mà gọi như kiểu là người trần mắt thì chúng ta không thể nhìn thấy được. Nói chuẩn như bây giờ buổi sáng thì có thể rất là bình thường, không có một cái vấn đề gì cả, ai cũng có thể ra được buổi sáng. Nhưng mà khi đêm về nó là cả một vấn đề rất là nan giải. Đâu phải ai cũng dám ra ngoài này để mà thử thách, để mà ở đây trong vòng cả một đêm ngủ đến sáng mai. Mà trong khi đấy chúng tôi ở đây 24 tiếng. Đó, nên là đây là một cái thử thách mà tôi cảm thấy nó hơi ghê một tí. Hiện tại ban ngày tôi cảm thấy rất bình thường, nhưng mà không biết là đêm xuống nó sẽ như thế nào. Nhưng mà thôi, thì là hôm nay là cũng thấy sợ sợ nên rủ thằng con này đi cùng để anh em trải nghiệm cảm giác sợ cùng với nhau. Bây giờ thì là giới thiệu thế thôi. Nhà cho bánh mì vào đây, cất nước đi. Đó, cho hết đồ vào đây. À chú, lấy chú mua hương chưa? À ừ, lẽ là tôi dặn nó ở trên thị trấn là phải đi mua hương về rồi mà nó không đi, nó mua ngáo ngơ. 10.000 đủ mua một bó hương thơm, mua hương xịn, ok. Mua bật lửa nữa, chắc đủ đấy, 2 xịt. Còn đâu là mua chai Sting. Đi xong về luôn nhá. Bây giờ là tôi sẽ ở đây đợi nó về. Rồi là hai thằng đi thắp hương những cái ngôi mộ của ông bà các cụ tôi ở đây. Thật ra để mà nói thì là tôi cũng rất ít khi về đây. Có khi khoảng tầm vài tháng về một lần. Thì đây là cái khuôn viên nghĩa trang ở dưới quê tôi. Rất là hẻo lánh các bạn thấy không? Xung quanh toàn là đồng lúa, đem về với kinh. Nhà dân thì ở cách đây rất là xa kìa, tí trong kia cơ. Đó. Các bạn thấy là ở đây có rất là nhiều những cái ngôi mộ. Đây là những cái ngôi mộ mà đã cải rồi. Đó. Ở đây thì là có mấy điếu thuốc này. Rồi là mấy cái bánh oản. Xong rồi vứt hết lên trên lăng của cụ nhà tôi này. Đấy. Thu nó đi. Tôi phải chuẩn bị sẵn một cái túi để đựng rác, không vứt linh tinh rác ở đây được. Rồi, văn minh lịch sự sạch sẽ. Lúc đầu là định cầm cả bô rác đi, nhưng mà thôi, cầm cái túi rác đi cho đỡ nhiều đồ, bởi vì là lúc nãy là xuống đây nhiều đồ quá phải thuê cả taxi cơ. Bây giờ thằng Huy đang đi mua hương rồi, không biết bao giờ về. Tôi sẽ sắp xếp lại tất cả mọi thứ để có cái không gian nó thoải mái như là rộng rãi cho tôi với thằng Bố Huy ở đây một ngày, chứ không thể vứt bừa bộn như này được. Xếp gọn gàng. Rồi đó. Xếp nước ở đây. Bánh các kiểu để hết ở đây. Đói thì ăn. Nói chung là 24 tiếng thì là chỉ có vài cái bánh thôi, nên là sẽ phải ăn rất là tiết kiệm, không được ăn nhiều. Còn những cái đồ điện tử như kiểu là đèn pin các kiểu thì tôi sẽ để hết tất cả thứ trong ba lô. Đấy, cầm theo cả chân quay, đêm còn quay. Thơm à? Ok. Bật lửa đâu? Tôi bảo là đi mua cả bật lửa, bây giờ chú mua hương về không có bật lửa đốt kiểu gì. Đưa nước này, đi mua tiếp. Còn tiền không? Hết rồi. Hết tiền á? Ngáo ngơ vãi trưởng. Tiền này, ra mua bật lửa. Mệt quá. Còn thừa mua thêm chai Sting nữa. Cứ dính 10.000 đấy. Thế thì mua cái chai gì 7.000 đấy. 8.000. Rồi, 8.000. Đây thì giới thiệu qua các bạn luôn. Đây là lăng tộc họ Nguyễn. Đó. Được xây dựng từ năm 1998 đến bây giờ. Đấy. Nguyễn Thành Nam, họ Nguyễn, Nguyễn là cái họ, họ là Nguyễn, Nguyễn Thành Nam NTN. Ok, cái thằng ngáo ngơ kia là bảo nó đi mua hương rồi mua bật lửa, cuối cùng là nó cầm hương về nó không cầm bật lửa, không biết là nó đốt kiểu gì, ngáo ngơ vãi cả trời nó luôn. Ở quê tôi là đêm mưa nước còn vẫn còn đọng này. May sao có cái chỗ này nó sạch sẽ rồi là nó không có nước nên là tối nay nằm được. Nhưng mà cái cảm giác mà tối nay hai thằng mà nằm cạnh mộ của các cụ này, nó không sao. Nói chung là tôi thật ra là tôi cũng không sợ ma quỷ gì lắm, bởi vì là có thể nghĩ là xung quanh đây các cụ mình đây rồi, các cụ bảo vệ mình cũng không lo vấn đề gì cả. Còn vấn đề tôi thì thật ra trước giờ tôi không tin có ma có quỷ, nhưng mà dù sao thì vào đây rồi chúng ta nên tin, tôi nên tin là có ma hoặc là có quỷ hoặc có oan hồn. Nhưng mà tôi cũng không sợ, ok, bởi vì là quanh đây các cụ tôi đang bảo vệ tôi rồi đấy. Các bạn thấy là ở xung quanh đây là rất là nhiều cái ngôi mộ các cụ tôi. Thằng cô kia nó đi hơi bị lâu ấy, bởi vì là xung quanh đây thì là kiếm được một cái quán để mà mua đồ không phải đơn giản, mà xuống đây đi taxi đây là cái lúc mà đi mua đồ nó phải đi bộ đấy, lon ton đi bộ đi mua đồ. Bây giờ đang ngồi đây, bây giờ là gần 10 giờ rồi. Quên hết chân rồi. Anh Nam ơi,
Dậy đi. Tôi ngủ nữa. Đói thế. À, lại mua thêm một chai nước nữa. Nước lạnh luôn. Về, bật lửa đâu cu. Đừng bảo quên. Hết ga rồi. Ok, có bật lửa rồi. Đi thắp hương cho các cụ thôi. Nếu mà còn thừa hương thì đi thắp hương cho những ngôi mộ khác. Hương thơm đấy. Thơm vãi. À đây con nến này các bạn. Nến này là để thắp đốt cho nó dễ. Thắp hương cho các cụ nhà tôi. Để tố các cụ bảo vệ tôi với thằng Huy. Nửa không to thì nữa nhỉ? Nâu cháy quá. Giờ từ tí nó cháy được một vài nén là nó sẽ cháy hết mà. Nó đang cháy này. Đốt mãi không cháy các bạn, nhiều hương quá. Từ nãy giờ thắp đi thắp lại mấy lần rồi. Bây giờ đốt sẽ cháy. Cháy to là khác. Thấy chưa? Tôi vừa cắm mấy que hương này vào cái nến, đâm ra là giờ đốt nó mới cháy được. Đó. Cháy to quá. Ui. Anh vẩy vẩy đi, vẩy lại đi. Tôi để cho cháy đã. Cháy được rồi. Rồi. Đây. Bây giờ đi thắp hương cho các cụ. Các bạn thấy có rất là nhiều cái ngôi mộ mà không có tên. Bởi vì là những cái ngôi mộ này thì là lâu năm lắm rồi. Nên là sẽ giống kiểu là vô danh ấy, là không có tên. Nên là sẽ không có một cái tên nào ở đây cả. Còn những ngôi mộ có tên chắc chắn là sẽ có tên. Rồi. Tự nhiên hương nó cháy này. Có một vài mộ thì mới có tên thôi, nhưng mà đa số là ở đây là mộ của cụ đều là không có tên. Cắm lên xốp này khó cắm quá. Không biết là bằng này hương có đủ cho các cụ không ấy. Bởi vì là tôi thấy có rất là nhiều mộ các cụ ở đây. Chúng tôi cố gắng thắp hết những nén hương cuối cùng cho mộ của các cụ ở đây, nhưng mà vẫn còn thiếu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn 8 ngôi mộ nữa của các cụ tôi thì vẫn thiếu hương. Có lẽ là bây giờ là sẽ phải đi mua thêm hương về để thắp hương cho các cụ. Chúng tôi vừa thắp những nén hương cuối cùng cho mộ các cụ. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Mới chỉ có 2 tiếng diễn ra khi bắt đầu trên thị trấn Tiền Hải xuống thế này. Đó, mới trôi qua 2 tiếng thôi. Thời tiết hôm nay thật sự để mà nói thì nó rất là thoải mái, không nóng, không mưa, rồi là không lạnh quá, chung là rất là ok. 11 rưỡi chắc có lẽ là ăn thôi. Nói chưa cu? Anh ăn trước đây. Khoan không? Tí nữa ăn được. À, tí nữa ăn đấy. Ok, cho nó tí nữa ăn kệ nó, nhưng mà đói cứ lấy mà ăn nhá. Ok. Nhưng mà ăn tiết kiệm đấy. Hiểu không? Bởi vì là bây giờ vẫn là bữa trưa thôi, còn bữa tối với lại bữa sáng mai nữa đấy. Sáng mai. Nên ăn tiết kiệm. Trưa mai. Con này ăn luôn đi. Tí nữa thu cả. Này quay phim. Đấy của chú Tất. Lại tiếp tục ăn bánh mì các bạn. Ở đây thì là không có điện, đâm ra không thể cầm những cái dụng cụ đi để mà nấu cơm, hòa mì tôm các kiểu linh tinh được. Nên là bắt buộc phải ăn bánh mì. Đấy, bánh mì thịt ngon chưa các bạn? Như này thôi nhưng mà ăn đến sáng mai là ngán ngay. Mai là tôi thắp hương cho các cụ rồi nên bây giờ tôi mới dám ăn đấy. Chứ tôi không thể ăn trước các cụ được. Kìa, túi rác kìa, đấy. Ok. Cho túi rác. Rác rửa cho hết vào trong túi nhá. Đấy. Bữa trưa chúng tôi chỉ như này thôi. Sắp chuẩn bị kết thúc cái bữa
trưa thì chúng tôi lại chỉ còn lại một hộp bánh kem xốp với lại hai cái bánh mì và 6 chai nước. Nữa là chú đi ra mua hương là cách đây bao nhiêu cây? Sao? Hơn một cây. Hơn một cây. Cũng xa. Tính ra là hơn 1.000 mét. Mà cũng không xa lắm. Anh em ở ngoài kia có bò. Tôi ra tôi chơi bò tí. Xuống đây không có thú cưng đi ra chơi bò. Giờ chỉ sợ nó chạy mất thôi nhờ. Bò đây hiền lắm. B. Con này con B này. Đây này. Đây là con bê. Bê. Đây là bò mẹ và bê con. Vào đây ăn cỏ. Nó không cắn. Nhìn nó kiểu nó muốn hút. Ui, nó quay lại nó định hút tôi à. Sờ nó rồi các bạn ơi. Hoàn chưa? Con này chưa có sừng. Đây là lần đầu tiên tôi được sờ vào con bê. Chích vãi. Đấy, bò ăn cỏ là như thế các bạn. Muốn quay cho tất cả bạn nào chưa biết bò ăn cỏ như nào, các bạn biết bò ăn cỏ là như thế đấy. Đó, cắn cỏ ăn. Chuẩn định nghĩa của cắn cỏ mà giới trẻ chúng ta hiện tại đang cắn cỏ. Đây. Bò. Bò ơi, ăn này. Ăn luôn. Đó. Nhìn kinh quá thế. Ê, quay lại anh bảo, chú sợ bò không? Không. Không sợ thì chắc không? Chắc. Tôi sợ vách trưởng, bây giờ anh đố chú sợ con bò to kìa. Thật không? Thật. Ê, sợ được, anh mất cái gì? Mất 50. Thật nhá. Ừ. Nó sờ được mất 50.000. Nhưng mà phải đứng gần vào nó đấy, xem sờ. Không, nó hút chết em ấy. Không hút. Sao bảo sờ, không sờ cẩn thận nào. Sờ đấy anh sờ được. Vậy anh bảo sờ vào đâu? Ê, chú sờ đâu, chú sờ. Sờ người nó nào. Nhìn mặt ấy. Chú sờ người nó nào. Tí nữa để cho nó anh tắt được mặt mày ra. Đây. Đây. Đây kìa. Đi ra kia. Sờ một người nào, anh đối chú sờ bụng nó. Sờ đầu anh sờ được này, nhìn anh sờ đầu này. Nó ghen, nó ghen con. Thì ông nào cũng sờ bụng nó nào. Con nó đấy anh sờ rồi. Anh thấy chưa, anh thấy chưa? Sờ thế anh sờ được. Anh bảo ra chú tiếp cận với nó, chú sờ với nó à. Bình thường mà. Nhìn mặt nó kinh lắm. Chứ con bê con anh sờ được mà. Con bê con nó làm cái trò gì? Cho Huy nó vào kia nó coi đồ quay các kiểu trong đấy. Tôi ở đây tôi xem bò tí thật sự luôn là lâu lắm rồi. Từ bé đến bây giờ tôi ra tôi sờ được con bê con. Nhìn thì nhìn nhiều rồi nhưng mà động vào nó là từ bé đến giờ bây giờ tôi động lần đầu tiên. Chắc chắn thề một điều như thế. Tôi vừa mới đi chơi với bò về xong. Tay toàn hơi mùi bò. Nhưng mà thôi không cần rửa, sống bẩn quen rồi. Bây giờ về đây ngồi. Làm gì cô ơi? Chơi game. Game gì ấy? Game Master em. Cũng chơi game đấy à? Level mấy rồi? Level 3. Vai trưởng level 3 mới chơi à? Vừa chơi không? Anh level không? Vừa mới tải phiên bản mới của Map Story Em về thì bây giờ tôi giới thiệu các bạn luôn. Ok, hiện tại thì tôi đang ở trong giao diện chính của tựa game Map Story Em. Đây là một tựa game có hơn 3 triệu lượt người tải và đang đứng đầu ở rất là nhiều những cái bảng xếp hạng ở các quốc gia khác nhau. Đó. Thì đây là một cái đợt mà update mới nhất của game Map Story Em. Có rất là nhiều cái vũ khí mới rồi là hệ thống nhân vật và có một cái địa điểm mới có tên là Evere. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với lại nhân vật mới bắt đầu hành trình tại Evere. Và hơn nữa là ở trong game thì mới cập nhật thêm vũ khí mới, đó chính là song kiếm, trượng và móng vuốt. Tiếp theo thì là có 5 nhân vật thuộc lớp Kanai. Ok, bây giờ thì là tôi sẽ cho các bạn xem 5 nhân vật của tôi. Rồi, đây là 5 nhân vật của tôi. Hiện tại thì tôi đã trang bị cho 3 con nhân vật chính của tôi là NTN, NTN1 và NTN2. Đó. Còn NTN3, NTN4 thì là khi nào trang bị sau. Rồi, tôi sẽ lấy con NTN đầu tiên đi. Sẽ bắt đầu vào game để chơi. Game này chơi rất là thú vị. Đấy, nghe cái tiếng âm thanh của game, tiếng nhạc game nghe rất là êm tai, rất là thú vị luôn. Đấy, thấy chưa? Theo sau tôi là 3 con thú cưng. Trời. Tôi còn có cả ô tô để cưỡi cơ. Đây này, đấy, thấy chưa? Ô tô tôi này, đấy, ô tô bay được.
Thú vị vãi. Ô tô này tôi phải mua bằng tiền đấy các bạn. Trong game này mới cập nhập thì chúng ta có thể mua rất là nhiều đồ trong game để có thể giúp chúng ta đi đánh nhau rồi là di chuyển lại có thể nhanh hơn, đó, khỏe hơn các kiểu. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ vào trong cửa hàng. Trang phục có rất là nhiều quần áo. Đó. Áo này. Tha hồ mà lựa chọn mua đồ luôn, quần. Giày nè. Trời. Ui có cánh đẹp chưa? Nhìn quái vật trong đấy cũng rất là dễ thương. Rồi, nó đang đánh auto tự động các bạn. Bây giờ tôi đang để đánh tự động nè, tôi không cần phải động tay vào cả. Đấy, nhân vật tôi tự đánh. À, lái xe đâm chết được chúng nó này. Nhưng mà mất ít máu á. Rồi, đánh nó đi. Mày chết đi con lợn này. Ôi lại chết tiếp, trời ơi, quái vật khỏe quá, thôi không chơi game nữa. Còn 38% pin nữa, có lẽ là tôi sẽ phải dừng chơi game đây, đi sạc pin tối chơi game tiếp. Hết sạch pin rồi. Bây giờ là 5:30 chiều rồi. Hoàng hôn kìa, trời sắp tối rồi. Thì mấy thằng vẫn phải nằm đây. Thằng quay phim thì chắc tối nó sẽ về. Thì bây giờ là tôi sẽ đi sạc pin điện thoại cái đã. Kìa, thằng cháu đi game gì kìa. Này, đi ngắm hộ à. Huy ngủ à Huy. Không chơi game nữa à cô ơi. Mệt lắm. Rồi tôi đi sạc pin này. Hết pin rồi. À, 5:30 rồi các bạn này. Còn mỗi 37%. May là cầm pin dự phòng đi ấy, chứ không là không có gì để mà nghịch. Tôi chỉ sợ tối không thằng nào ngủ được, không có gì để mà chơi, bắt buộc là phải cầm sạc pin đi. Đây, cầm sạc dự phòng đi để sạc. Đầy pin, rồi sạc pin. Cuộc sống không wifi, không đèn, không điện chuẩn bị được diễn ra. Chỉ có 3G thôi. Cảm giác mà về quê hương ấy, mà nằm như thế này thấy thoải mái cực các bạn. Nó kiểu yên tĩnh rồi là nó thoáng mát. Nó không kiểu là như ở trên thành phố hoặc là trên thị trấn của tôi. Ra đường là bụi bặm rồi là không khí nó rất là kiểu là nó không được trong lành như ở dưới này. Cho cái ô vào cái. Sợ mưa các bạn. Ở đây mưa không có chỗ nào để mà trú. Thật thề luôn, không có chỗ nào để mà trú mưa. Nên là cầm ô là một sự quyết định rất là đúng đắn đối với tôi. Ở đây coi điện thoại với lại nước đôi các kiểu ấy, anh đi vệ sinh cái. Bây giờ tôi đi vệ sinh. Mót vệ sinh quá, em phải đi tít ra ngoài kia đi vệ sinh, không được đi vệ sinh trong đây. Rồi các bạn thấy không? Đi vệ sinh rất là khổ. Không dám đi ở trong kia, phải đi tít ra ngoài đường này đi vệ sinh. Tôi đi vệ sinh rồi, bây giờ vào trông đồ cho thằng Huy nó ra đi vệ sinh. Rồi, đi vệ sinh đi. Nhớ là đi tít ra ngoài kia nha. Tít ra ngoài đường. Tít ra ngoài đường rồi, tít ra ngoài đường này. Ra hẳn ngoài đầu đường luôn. Nó kéo quá. Ôi, trời sắp tối mà tự nhiên còn nắng các bạn. Nắng hoàng hôn kìa. Nhìn đẹp vãi trưởng. Ôi, đẹp vãi. Ngồi đây ngắm hoàng hôn được. Rất là thú vị. Sắp tối rồi, định bao giờ về cu? Em tối em về. Tối về á? À? Ừ. Ok, rồi. Tí là nó sắp chuẩn bị về rồi, ở đây chỉ còn hai thằng thôi. Thằng Huy đi tè lâu thế, đi vệ sinh hơi bị lâu ấy. Rồi, đây rồi, thằng cháu về rồi. Vào đây ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn kìa, đẹp chưa? Đây các bạn thấy hoàng hôn đẹp chưa? Nhìn đẹp vãi. Quá đẹp luôn. Bây giờ tối rồi, thằng cu quay phim nó đi về rồi. Đi là cầm theo máy quay, là về là chỉ cầm theo mỗi điện thoại và cái xác. Rồi đi về đi cô nha, sáng mai ra sớm nha. Ok. Ok, về đây. Đấy, soi đèn cho về.
Các bạn thấy đèn nó sáng không? Đang soi cho nó về. Rồi, đây là nghĩa trang về ban đêm. Thằng cháu Huy này vẫn nằm ngủ được. Chú ra đây để ngủ hay để làm gì Huy ơi? Huy! Ra đây để ngủ hay để làm gì? Anh về đây, ở đấy nhá. Đi về đây. Rồi tôi đi về đây. Tôi đi về. Nam về. Dậy đây anh lên, không anh đi về đây. Dậy đây. Come on. Tối rồi. Đó. Không có đèn nó như thế này các bạn này. Đèn pin tôi sáng vãi chưởng. Ở đây chỉ có mỗi cái đèn pin tôi đang cầm này. Đây này, mỗi cái đèn pin tôi đang cầm tay. Đó. Đây là bây giờ là chuẩn bị sẵn cả một cái đèn công suất lớn ở đây để soi đèn quay cho các bạn xem. Chứ tối này cầm đèn pin thì nó không thấy cái gì cả. Đó, cầm cả đèn pin. Pin nó này em ơi. Nắp cái pin này vào. Đấy, nắp pin này vào. Hôm qua trước khi đi tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Rồi đủ 4 bài các bạn này, cắm vào đi. Ok. Ok chưa? Rồi, cắm lên kìa. Cắm đây, cắm đây. Chưa, đừng bật, cứ cắm đấy. Rồi, xoay chắc vào. Trong đêm quay video cho các bạn xem, khi nào đi ngủ chúng tôi tắt đèn sáng ngày cho đỡ sợ ma. Không sợ ma không cô? Em không sợ. Lại cái gì phép rồi không sợ. Thằng con này nó bảo nó điếu sợ ma. Thế bây giờ nhá, không sợ ma đâu, chắc không? Chắc. Bây giờ cho chú nằm đây một mình, anh vác đèn về cho chú cả điện thoại luôn. Nằm đây một mình đến sáng mai cho 1 triệu chưa? Không không chưa đấy. Vừa hỏi không sợ xong giờ lại không. Đây là bữa tối của chúng tôi. Ê da, cho vào mồm mà cắn. Bóc bóc như thật. Quẹt cho anh đi. Chú đưa vào anh gặm sao. Đấy, bây giờ tôi đang quay phim thì nó phải làm hết tất cả mọi thứ cho tôi. Đừng có cắn nha. Đấy. Để các bạn nhìn, đấy. Nhìn này. Giống xít nhỉ. Nhìn vào vàng giống xít vậy. Thằng tối. Ở đây tối về nắm bọ quá. Bọ nó bay đầy đây. Con gì kêu nhỉ? Chim lợn. Chim lợn kêu có người mất đấy. Giờ thằng này vẫn tin được cái đấy. Ở quê tôi ngày xưa là có cái truyền thuyết là cứ đêm về nghe chim lợn kêu. Con chim lợn ấy thì thật ra là người ta đặt như thế. Còn chuẩn ra nó là chim cú mèo. Nó kêu như kiểu con lợn kêu ấy. Ngư người ta bảo là có người sắp chết thì chim lợn sẽ kêu, nhưng mà không phải. Cú va vậy. Sao không sợ? Hả? Tao không sợ. Đấy, thằng này chỉ bốc phét thôi, thề. Trong 1 triệu ngủ không không? Dọa phát té đái quần. À, bây giờ nhá. À, tôi sẽ cho thằng Huy ở đây. Chú ngồi trong đây khoảng tầm 5 phút thôi. Anh chạy ra ngoài kia để anh quay lại xem là từ ngoài đường vào trong bãi tao ma mà có cái đèn pha như thế này thì nhìn trong nghĩa địa nó sẽ như thế nào. Dám ngồi đây không? Ngồi đây nhá, ok. Có gì gọi cho anh, điện thoại này, cầm đấy. Đấy. Ngồi đấy. Coi đồ. Tôi sẽ đi ra kia để quay vào trong đây. Tôi sẽ ra ngoài đầu đường, tôi quay trong đây để cho các bạn xem là ở trong nghĩa trang mà bật đèn như này nó như thế nào. Chắc chắn là ở ngoài kia sẽ có rất nhiều người qua đường sẽ để ý vào trong đây. Mà tôi thử ra tôi quay lại để cho các bạn thấy là toàn cảnh ban đêm ở nghĩa trang, đứng ở vị trí xa quay vào đây nó sẽ như thế nào. Đấy, ở đây. Ui. Đi thấy cái gì nó nhảy xuống dưới nước nghe ghê vãi chưa. Tôi đang đứng rất là xa chỗ thằng Huy, nó đang ngồi trong kia các bạn. Nhiên ở giữa bãi thao ma sáng trưng ở một góc như này, nhiều người qua đường người ta sẽ rất là sợ. Ngoài đường tiếp ngoài kia kìa, kia là ngoài đường chính nhỉ.
Rồi đấy thượng thách tưởng thì đi lúc nào, vào đây toàn ngủ, thượng thách đáng có gì. Ngủ rồi thì biết cái ma gì nữa đúng không? Nhưng bây giờ tao cho nó biết là cái tội nó ra đây thượng thách ngủ như này nó sẽ phải gặp ma hoặc sẽ phải như nào đấy. Cho nó kinh các bạn hiểu không? Lại dọa tiếp, chôn tiếp. Huy à? Huy à? Huy à? Bây giờ cho nó đấy ngủ. Cho nó đấy ngủ, ok. Cho nó đấy ngủ, bây giờ tôi lủi trong khác. Coi như là tôi bỏ tôi trốn về để xem nó phản ứng như nào. Sẽ trốn ở đây. Nói chung là không phải trốn đâu xa cả, tôi đứng ngay sau bức tường thôi. Chấp nhận là chịu mũi đốt. Trốn nó để xem cái nào tỉnh dậy nó sẽ làm gì. Đang đi tìm tôi các bạn này, gọi to quá cả trường, đêm hôm rồi đứng giữa bãi thao má, các anh Nam ơi mẹ nấp 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 nấp. Anh Nam ơi đi vào, đi vào, đi vào, nhanh nhanh nhanh, come on come on, anh đi đâu vậy? Anh đứng đây đây. Anh được không? Tôi gọi to thế. Đi gì vậy mà sợ? Chả sợ nửa đêm rồi. À thế à? Thế à? Căng này. Thế mà bảo là em không sợ. Bình thường ấy rồi. Kệ quá. Sợ mình. Đấy bảo ra đây trải nghiệm mà thấy díu nó ra toàn ngủ. Để một mình tôi thức tôi quay. Mẹ. À. Nửa đêm rồi. Mấy giờ rồi ta? 1:30 đêm mà vẫn chưa ngủ được. Cố quay đến sáng mai là kết thúc 24 tiếng ở ngoài nghĩa địa. Nóng quá, bây giờ nóng quá thật, thề luôn, rất là nóng. Em mới đốt kín tay này. Ông ngủ ông đắp cả chăn thế mà mũi đốt thì đi cũng được. Thôi ngủ tiếp đi. Ngủ tiếp. Để cho nó ngủ tiếp. Ngủ đi. Ngủ đi. Anh đừng có mà về ấy. À thế à? Không, anh không về, anh chỉ lẩn mất thôi. Đừng. Lại làm tiếp, cuộc sống chỉ có thế thôi các bạn, không có gì khác cả. À, nằm ngoài nghĩa địa ngủ. Ê, nghe chuyện ma không? Tôi kể một câu chuyện ma rất hay. Tôi sẽ giả giọng Nguyễn Ngọc Ngạn. Đào và Nghiên là hai đôi bạn thân thiết. Đêm hôm đó, Đào về nhà. Vì sợ vợ hắn phát hiện, hắn liền nhảy qua bờ rào nhà hàng xóm. Nghe đừng kể nữa. Con chó ở nhà hàng xóm nhìn thấy hắn định lao vào đớp hắn luôn. Vào ngoài. Con trai con chiếc gì ngủ nghiếc rúc rúc vào đít anh đậu xanh. Kể chuyện ma tiếp. Định lao vào đớp hắn luôn. Hắn liền nhảy sang chơi trò tiểu nhân phòng với gậy đá cho con chó cái chát một phát. Anh ngủ à? Đang kể chuyện ma cho các bạn xem. Ngủ đi. Con chó. Em sợ. Bốc phét quen này. Phét. Đi chơi này. Yeah, bye bye. Bye bye. À, sau này anh đi đi đâu ấy? Đi vệ sinh. Chú đi vệ sinh anh. Cầm máy quay đi làm gì? Thì đi quay cho các bạn xem. À đây là Minh, anh đi vệ sinh quay. Để mình đây.
đi nghe. Đừng mà đi đến được đi vệ sinh này. Hãy đi tham quan bãi tham ma tiếp cho nó nằm đấy. Đi vệ sinh. Đây. Cái đây. Ở đấy đi, khổ đang đi gọi anh Nam ơi giật hết cả mình đậu xanh. Ở đấy đấy. Sợ điếu đi. Nè, đi vệ sinh, đi tít ra ngoài đầu đường khổ quá. Buồn ị quá các bạn này. Giờ là đi ị vệ đường. Ngồi đây ị cài. Ok. Tôi vừa mới ị xong, bây giờ lại phải lóc cóc vào trong kia để nghỉ, ngủ. Sáng mai dậy. Giờ đêm chả có cái gì để quay. Đi vào kia. Gọi gì quay? Gọi gì? Anh về à? Đang về, khổ ông ngồi nguyên đấy đi ỉa cũng không xong. Ừ, đang về. Đang mò đường vào, thế nha. À, các bạn thấy không? Đi ị cũng không xong. Đây là con đường dẫn vào trong bãi thông ma. Hình như là hết pin đèn rồi sao ấy, không thấy bóng đèn phát ra nữa. Chứ bình thường như này thì thấy đèn luôn. Nhưng mà giờ không thấy đèn phát ra trong đấy nữa, bây giờ tôi cục đèn này xuống này, không thấy đèn này. Đó. Chắc là hết pin rồi, thôi đi vào. Còn nó sợ nó xóa nó quần chết. Ê, sao tắt đèn đi cô ơi? Hết pin rồi á? Đấy trưởng. Quay từ nãy giờ mấy tiếng rồi, hết sạch pin đèn các bạn. Bây giờ chỉ còn đèn pin thôi. Hơn 2 giờ rồi đấy. Ngủ đây. Đèn hết pin các bạn. Giờ là coi như là không dùng được đèn nữa, mà chỉ dùng được đèn pin thôi. Mà có lẽ bây giờ chắc tôi đi ngủ quá. Con đường chuột nó quay. Có điểm gì ấy. Tự nhiên có con đường chuột bay ở đây, không biết là có điểm gì không. Ok, có lẽ là tôi đi ngủ đây. Bởi vì là bây giờ là cũng không còn pin để mà quay, đèn pin quay nó chói quá. Nên là thôi bây giờ hai thằng đi ngủ. Đấy, thằng Huy ngủ đi. Chắc tôi cũng chả cần chăn đâu. Nằm ngủ sáng mai dậy sớm. À, chú hẹn điện thoại cho anh cái. Mai hẹn tầm 4:30 sáng. 4:30 Ok, có lẽ bây giờ đi ngủ, tắt đèn đi ngủ. Bye bye các bạn. Điện thoại tôi đang dùng flash để soi cho nó đỡ chói chứ dùng đèn pin sáng quá. Bây giờ là 4:51. 4:51 này các bạn. Gần 5 giờ sáng rồi. Tôi mới ngủ được khoảng tầm 2 tiếng không ngủ được. Lạnh, vì thứ hai nữa là có một cái cảm giác nó cứ kiểu là rất là khó chịu khi mà nằm ở đây ngủ. Không phải là sợ mà là kiểu nó lạ nhà rồi là có cảm giác kiểu bất an vãi chưởng nó luôn, thề. Huy, chú ngủ được không? Nghe lại ngồi. À, thế à? Ngủ ngon lắm, đậu xanh đó. Gần về sáng rồi nên là gió rất là lạnh. Gió rất lạnh, không được là nóng nóng như đêm hôm qua. Kia cái nhà máy nhiệt điện các bạn thấy không đấy, tay tôi đang chỉ này, nhà máy nhiệt điện sáng vãi chưởng luôn. Bên kia sông cách đây khoảng tầm hơn 2 km. Đó, các bạn thấy nghe thấy cái tiếng gió đang thổi rất là to, rất là lạnh. Bây giờ là cái đèn chính đã hết pin rồi thì bắt buộc phải chơi đèn pin để soi sáng quay cho các bạn xem. Giờ này mọi người đang được nằm trong nhà ngủ ấm áp, chúng tôi phải nằm ở nghĩa địa. Thank you.
gần 6 giờ sáng rồi. Mặt trời vẫn chưa mọc. Thằng cháu này vẫn đang ngủ này. Ui, sáng rồi dậy đây. Thôi cho nó ngủ tiếp. Trời đụng, giờ vẫn chưa dậy. Trời sáng thế này rồi. Được một tí nữa, mặt trời lên rồi các bạn này. Đó, mặt trời lên rồi. 2 tiếng nữa là 9 giờ sáng. Là tròn thử thách 24 tiếng. Mẹ. Thật ra tôi ngủ được có mấy tiếng. Ngủ mấy tiếng. Mạnh vãi. Đêm không ngủ được, nó nóng rồi là nói chung là khó ngủ. Đến gần sáng nó lạnh, nó có mỗi cái chăn. Bây giờ lạnh vãi chưởng. Nhưng mà nói chung là ngủ qua một đêm mà không bị làm sao là các cụ bảo vệ được ngủ dậy tại nghĩa địa, tại bãi Thao Ma. Thật sự để mà chia sẻ tôi cảm thấy là cũng rất là vất vả, rồi là rất là khổ sở chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà nó có một cái trải nghiệm thật sự để mà nói thì là một cái trải nghiệm mà rất là nhớ. Sau này già đi rồi, có tuổi rồi, nghĩ lại thấy là rất là thú vị. Cảm giác yên bình, thật sự rất yên bình khi mà ngủ dậy. Không có một cái gì làm ồn đến bản thân cả. Đó. Hít thở không khí này. Ok. Thể dục lại. Rồi sống rồi. Sống rồi. Đang sống. Ok. Đang có làm hôm nay xuống đây sớm. Dậy quá, come on, dậy đây. Nắng đã lên rất là cao các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 8:35. 8:35 sáng. Ok, còn khoảng 25 phút nữa thì là sẽ đến 9 giờ. Và tôi với thằng Gui sẽ hoàn thành thử thách 24 tiếng ở ngoài nghĩa địa. Giờ ra chuẩn bị thu đồ. Nắng lên cao các bạn. Đến trưa nắng nó sẽ lên tít trên kia kìa. Ok, bây giờ là 9:11. Quá 11 phút rồi nhưng mà không sao, chúng tôi đã thực hiện xong thử thách 24 tiếng ở nghĩa trang. Rồi, đi về thôi. Cũng cảm thấy là không vất vả mấy. Nhưng mà có một cảm giác rất là sợ về đêm. Sướng mà. Cuối cùng thì là chúng tôi đã hoàn thành cái thử thách 24 tiếng tại nghĩa trang. Và bây giờ là chuẩn bị đồ đi về. Đó, bây giờ là thu hết đồ đạc vào rồi là gọi taxi trở về nhà. Cầm rõ là nhiều nước xuống mà không uống hết. Bánh kẹo này. Quay các kiểu. Đèn nè.
Rồi, có lẽ là bây giờ chúng tôi sẽ đi về thôi. Hy vọng tất cả bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ video của tôi bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh thôi nhé. Bye bye anh em.